Đấy, đây là phần của tớ. Biết chưa? Cấm sang bên này nhé. Sang bên này là ăn đòn đấy. À, hay thật. Làm sao? Hai chúng đang ngồi chung bàn mà. Chung bàn thì nhìn này đi, tớ như thế này tớ phải ngồi chỗ này, cậu bé ngồi thế thôi. Mày em kia thôi. Nhắc mấy lần rồi. Toàn đi nhìn người bạn, đi ra không lớp đứng lên đây. Nhìn đâu cô? Đứng lên, để bài xuống. Cậu đến rồi à? Hôm nay cậu lại ngồi với tớ à? Thì chúng ta là bạn người chung bàn mà. Chị, được mỗi cái học giỏi. Thôi không được, không sao. Này, tớ bảo nhá, cái bàn này hai đứa mình chung nhau đúng không? Nhưng mà anh, cậu nhìn lại đi, người tớ rất là lớn, đúng không? Cậu ngồi lui ra đằng này thôi mà. Lui ra đằng này, lui ra tí nữa. Đấy, đây là phần của tớ. Biết chưa? Cấm sang bên này nhé. Sang bên này là ăn đòn đấy. À, hay thật. Làm sao? Hai chúng đang ngồi chung bàn mà. Chung bàn thì nhìn này đi, tớ như thế này tớ phải ngồi chỗ này, cậu bé ngồi thế thôi. Ôi làm gì nữa? Chuẩn bị học bài. Để đây. Ô cậu. Sao? Đây là bút của tớ mà, hôm trước cậu mượn bút của tớ mà. Có đây bút của tớ mà. Ơ, hôm trước cậu mượn của tớ mà. Mượn là trả, cái tay đừng có cho sao, trả. Mượn thì người ta quên, người ta chưa trả, hôm nay trả chứ không sao. Thế mà đòi bạn cùng bạn, chị, không sao. Ủa, cô giáo chung đi vào. Các em ơi. Hôm nay chúng ta học bài mới nhá. Chứ mình vội quá, mình không mang sách đi rồi. Các em mang bài đấy, sách bút đầy đủ chưa? Ừ. Cho tớ mượn quyển sách, hôm nay tớ quên nó không mang sách đi. Mày quá, có sách đi học. Các em ơi, chuẩn bị giấy nhá, làm bài kiểm tra nào. Làm bài kiểm tra. Này, cậu, để tôi xóa chỗ này đi nhá. Đấy, cái vạch này rất là không tốt. Cậu vào đây ngồi. Đấy, ngồi đây sát với tớ. Chúng mình cùng nhau làm bài kiểm tra nhá. Cậu gì nó học giỏi nhất lớp mà. Đấy, bó tay. Nào, chúng ta hôm nay làm một kiểm tra toán nào. Các em chuẩn bị nào. Đây, cô sẽ viết đề bài lên bảng nhá. Cậu làm đi xong rồi tớ chép với. Là anh em lớn kìa, không được nhìn bài bạn. Ngồi một chỗ đi. Trật tự làm ai? Em kia lại nhìn bài bạn rồi, ngồi một chỗ. Cậu cứ ngồi trang cuối cùng đó. Cô dám nhìn không? Cô đọc kết quả cho tớ đi. 1+1 bằng mấy hả cậu? Bằng mấy? To lên. 2 à? 2+3 bằng mấy cậu ơi? Cậu 2 đúng không? Ừ. 5 bằng mấy? 5 đúng không? Mày em kia thôi. Nhắc mấy lần rồi. Toàn đi nhìn mấy bạn. Đi ra không lớp đứng lên em. Nhìn đâu cô? Đứng lên. Để bài xuống. Đứng lên, để bài xuống. Bạn ấy đọc cho em mà. Không được, cô nhìn suốt từ đầu rồi. Đứng cậu rồi. Ấy, cô đọc của tớ là tớ bị phạt cơ. Lên không lớp, đi ơi. Học hành thì phải không học hành. Suốt ngày nhìn bài bạn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.